Thưa quý vị, vụ việc cô gái ở tỉnh Đắk Lắk tố bị tài xế sàm sỡ trên xe khách đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Sau khi đăng tải sự việc này, thì mới đây chị Quy là nạn nhân trong vụ việc đã thông báo rằng sẽ sớm nhờ cơ quan chức năng địa phương vào cuộc giải quyết. Trước đó, ngày 17 tháng 2, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ bài đăng của một cô gái có nội dung tố tài xế của nhà CNT ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có hành động sàm sỡ cô. Theo bài viết của nữ hành khách này thì vào tối 16 tháng 2, cô cùng với em gái của mình đi xe NT di chuyển từ tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Hồ Chí Minh. Khi hai chị em vào giường nằm thì một nam tài xế đã nằm ở lối đi lại trên xe. Theo chia sẻ của nữ hành khách, nam tài xế này sau đó có trò chuyện làm quen nhưng cô phớt lờ. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tài xế này đã luồn tay vào chăn của nữ hành khách này và sờ vào cơ thể của cô. Theo phản xạ, nữ hành khách lập tức hất tay người này ra và tỏ ra bực tức, nhưng tài xế thì vẫn quàng tay ôm lấy cô và định thực hiện hành vi sàm sỡ. Lúc này thì nữ hành khách hét lớn lên để thu hút sự chú ý của mọi người trên xe. Nữ hành khách cho biết thêm rằng cô đã yêu cầu nam tài xế xin lỗi, nhưng người này chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Quá bức xúc nên khi xe đi đến trạm dừng nghỉ ở tỉnh Bình Phước, cô đã xuống trạm này để đi xe khác. Thậm chí khi cô và em gái xuống xe, tài xế này còn không muốn lấy đồ trong cốp xe cho họ. Ngày 17 tháng 2, phía nhà xe giường nằm NT đã lên tiếng về vụ việc tài xế bị tố có hành vi sàm sỡ nữ hành khách. Đại diện nhà xe NT cho biết, người bị tố là tài xế tên B, 52 tuổi, làm việc ở nhà xe NT đã cả chục năm nay và chưa từng có điều tiếng gì. Sau khi nắm được thông tin sự việc, nhà xe đã gọi điện cho tài xế B để xác nhận dù tài xế này chưa về tới trụ sở. Đại diện nhà xe NT thông tin, qua trao đổi với ông B khẳng định không có hành vi sàm sỡ đối với nữ hành khách này. Ông B cho hay bản thân ông rất mệt khi chạy xe liên tục trong dịp Tết nên nằm ở lối đi lại trên xe, ngủ trong chuyến đi tối ngày 16 tháng 2. Vì vậy có thể trong lúc ngủ đã mơ màng cua tay đụng phải nữ hành khách, chứ không có ý gì. Không đồng ý trước lời giải thích của phía nhà xe, ngày 21 tháng 2, chị Quy, 21 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong vài ngày tới sẽ sớm về tỉnh Đắk Lắk để làm rõ vụ việc tài xế của nhà xe NT có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có hành vi sàm sỡ mình trên xe. Theo chị Quy, sau khi chị đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc bị tài xế tên B, 52 tuổi, của nhà xe NT sàm sỡ, phía nhà xe đã gọi điện để xin lỗi. Tuy nhiên, nhà xe vẫn rất bênh vực tài xế và chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Do đó, chị Quy quyết định sẽ sớm về tỉnh Đắk Lắk nhờ chính quyền địa phương vào cuộc đến nhà xe này để làm việc. Chị Quy chia sẻ, phía nhà xe đã giải thích với chị rằng tài xế đã lớn tuổi nên cho rằng không có hành vi sàm sỡ. Điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được. Chị Quy tâm sự thêm, hiện chị đã tạm ẩn bài đăng trên Facebook và mong muốn xử lý vụ việc cho xong. Bản thân chị cũng rất buồn khi mà nhiều người cho rằng chị dựng chuyện, nhưng con gái thì không ai dạy để làm như thế. Về phía nhà xe thì cũng có động thái hoàn lại tiền vé cho chị em của chị Quy, nhưng mà chị Quy không nhận. Vâng, thưa quý vị, chuyện sàm sỡ quấy rối tình dục trên xe khách giường nằm chạy vào ban đêm trên các tuyến đường đang là nỗi ám ảnh của không ít hành khách nữ. Vì xấu hổ, các cô gái thường ngại lên tiếng hoặc dám lên tiếng nhưng không được bảo vệ, khiến cho một số tài xế, phụ xe ngày càng lộng hành. Không chỉ có mỗi trường hợp của chị Quy, trước đây vào ngày 17 tháng 8 năm 2021, một cô gái có nick Facebook là ILP cũng đăng tải bài viết tố cáo một phụ xe có hành vi quấy rối mình trên xe. Theo chị L thì phụ xe đã lợi dụng lúc chị trùm chăn định đi ngủ thì có hành vi là cho tay vào chăn để lần mò người mình. Bức xúc, sợ hãi về hành vi này, chị L đã hét lớn đòi tài xế phải bật điện và tố giác hành vi sàm sỡ của người phụ xe này. Tuy nhiên thì người phụ xe này chối là không làm gì và chỉ sơ ý quệt vào tay. Hai bên đã đôi co qua lại với nhau và chỉ đến khi chị L rút điện thoại ra để chụp ảnh thì người phụ xe mới im lặng và đi ra chỗ khác. Trước những thông tin gây ồn ào này, phía nhà xe cũng đã gửi lời xin lỗi đến chị L và mọi người về chuyện không hay xảy ra. Theo đó, phía nhà xe cho biết do người phụ xe này mới thử việc nên chưa có kinh nghiệm, làm ảnh hưởng đến hành khách. Sau khi tiếp nhận được thông tin, lãnh đạo doanh nghiệp đã tiến hành phạt và cho phụ xe này nghỉ việc. Điều đáng nói hơn là nhiều cô gái cũng để lại bình luận, thậm chí là nhắn tin riêng cho chủ nhân bài viết này, kể lại rằng bản thân họ cũng từng là nạn nhân của nạn sàm sỡ trên xe khách. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện câu chuyện hành khách đi xe tố bị người của phía nhà xe sàm sỡ. Trước đó, mạng xã hội cũng đã có nhiều người chia sẻ những trường hợp tương tự và họ cảnh báo rằng là nên cảnh giác khi đi xe khách. Nhiều trường hợp vì nhút nhát xấu hổ, không dám lên tiếng nên đã vô tình khiến cho những kẻ xấu có dịp để lộng hành.
Tình trạng này đã khiến cho các cô gái khi đi xe khách trở nên ám ảnh lo sợ, nhất là khi đi xe giường nằm vào ban đêm. Về mức xử phạt hành vi sàm sỡ quấy rối, pháp luật hiện nay chưa xác định mức cụ thể các hành vi này là vi phạm dân sự hay hình sự. Nhưng những hành vi đó có biểu hiện rõ của động thái dâm ô hay quấy rối tình dục, đặc biệt là khi nó thể hiện ý chí chủ quan của người mà thực hiện nó một cách cố tình nhằm thỏa mãn dục vọng, thực hiện nhiều lần với nhiều người. Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ, thì hành vi quấy rối tình dục bị xử lý như sau. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác, trừ các trường hợp sau đây. Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người thi hành công vụ. Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của thành viên gia đình quy định tại Điều 54 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sàm sỡ quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng. Ngoài ra, đối với hành vi quấy rối tình dục còn chịu các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu. Như vậy, hành vi quấy rối tình dục sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng tùy vào mức độ hành vi và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài ra, đối với hành vi quấy rối tình dục còn phải chịu các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu. Như vậy, hành vi quấy rối tình dục sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng tùy vào mức độ hành vi và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Các hành vi xâm phạm quấy rối hành khách đang là một hồi chuông cảnh báo đối với những nhà xe nên có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho hành khách khi đi xe. Đồng thời, về phía hành khách, đặc biệt là các bạn nữ còn trẻ, cần phải chủ động đề cao cảnh giác để tự bảo vệ mình. Đầu tiên thì hành khách cần lựa chọn vị trí nằm phù hợp để tránh bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi xấu. Xe khách thì thường được thiết kế thành 3 dãy giường song song với nhau và cách nhau bởi lối đi nhỏ ở giữa. Nhưng ở đuôi xe thì sẽ có thêm dãy giường nhưng mà lại không có khoảng cách mà nối sát với nhau. Đây chính là vị trí giường mà các hành khách cần hạn chế mua vé. Bởi khi chọn giường ở vùng giường cuối thì sẽ nằm sát với người lạ mà không có bất kỳ khoảng cách nào. Đây là điều kiện thuận lợi cho những kẻ xấu thực hiện hành vi quấy rối trên xe khách. Tránh trường hợp này thì trước ngày đi, hành khách nên đặt vé thật sớm và yêu cầu vị trí giường như mong muốn. Tránh việc phó mặc cho nhà xe lựa chọn vị trí cho mình, thì hành khách nên chủ động chọn vị trí cho mình để bản thân cảm thấy thoải mái và an toàn nhất. Ngoài ra, vẫn còn một cách khác để tránh bị quấy rối khi đi xe khách, đó là hạn chế chọn giường ở tầng 1. Vì nếu xe nhận thêm khách hoặc là lơ xe nghỉ ngơi ở nơi này, đó chính là khu vực lối đi, thì đây chính là vị trí mà hành khách rất dễ xảy ra va chạm với người lạ. Những kẻ có ý đồ xấu sẽ lợi dụng điều này để dễ dàng tiếp cận các bạn hơn. Kế tiếp là khi đi xe khách, chúng ta cần mặc các bộ quần áo kín đáo. Một phần là để giữ ấm trong suốt chuyến đi do máy lạnh trong xe luôn hoạt động ở nhiệt độ thấp. Nguyên nhân tiếp theo quan trọng không kém, đó là sẽ giúp cho hành khách không thu hút quá nhiều sự chú ý từ người lạ, tránh nguy cơ bị quấy rối bởi kẻ xấu. Việc ăn mặc quần áo quá ngắn, hành khách sẽ trở thành đối tượng, mục tiêu của kẻ xấu, mà người đó đôi khi lại chính là tài xế và lơ xe. Khi chúng ta quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi, thì đây chính là cơ hội cho những kẻ xấu có ý đồ xấu với mình tiếp cận và thực hiện hành vi quấy rối trên xe. Và cuối cùng, hãy can đảm lên tiếng khi bị quấy rối trên xe khách. Bởi khi chúng ta im lặng, kẻ xấu vẫn sẽ tiếp tục hành vi quấy rối và thậm chí là chuyển đối tượng sang những hành khách khác. Cách tốt nhất để ngăn chặn tình huống này là hô to cho những người xung quanh biết và yêu cầu tài xế bật đèn lên nếu vào ban đêm. Khi xảy ra tranh cãi, hãy thật bình tĩnh và đối chất với kẻ xấu. Đừng quên ghi âm hoặc ghi hình lại để làm bằng chứng tố cáo sau này. Nếu chúng ta vẫn còn đang trên hành trình đi thì cần trao đổi với tài xế để được đổi ngay vị trí nằm hoặc bất kỳ biện pháp nào khác để đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Sau chuyến đi nên báo với nhà xe hoặc các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, vì nếu những kẻ xấu không bị xử phạt sẽ có thể tiếp tục những hành vi quấy rối không đúng mực với nhiều người khác nữa. Đồng thời, để ngăn chặn hành vi quấy rối, xâm phạm, cơ quan chức năng cần tuyên truyền lan rộng những chương trình quấy rối phụ nữ. Có thể bắt đầu từ những bản tin về những biểu hiện cách phòng chống nạn quấy rối ở những nơi công cộng như là trạm xe buýt, nhà vệ sinh công cộng. Bên cạnh đó thì cần xử phạt thật nặng với những người có hành vi quấy rối. Điều này góp phần cảnh báo phái nữ, nhắc nhở những người có ý định làm xấu. Mỗi người cũng cần có ý thức bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, không thờ ơ với việc khiếm nhã diễn ra ngay trước mắt.
Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc này trong những chương trình tiếp theo. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị khán giả khi đi xe đường dài hay trong những trường hợp khác cũng sẽ chủ động bảo vệ bản thân mình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.